Có lúc đến ngày thứ ba người ta mới mở hàng được một thứ nào đó. Theo bản thân tôi nghĩ là đại học chúng ta tuy đẹp sạch khang trang lịch sử, nhưng mà con bán hàng thì rất ế ẩm, nhờ nỗ lực của bà con cố gắng phấn đấu lên vẫn duy trì và từ bền vững, và những từ đồng viên nhau buồn vui chia sẻ, cùng quên đi được một phần nào đó bớt chút hoang mang và buồn chán. Cùng may bây giờ chúng ta có một người lãnh đạo tâm huyết, nhiệt tình, hòa đồng cùng bà con vui vẻ, không phân biệt cán bộ và xã viên. Bác là một con người thông minh, sáng tạo, hiền lành, thật thà và trung thực. Có một tấm lòng bao dung đối với bà con và chị em chúng tôi không dám nghĩ rằng chờ chúng ta được như ngày hôm nay cũng nhờ trí tuệ và lãnh đạo của bác. Đường thông hề thoáng, những điều luật bác đề xuất ra không văng tựa tục, không chửi bới, không nói tục dọa nạt mà bà con vẫn chấp hành rất tốt. Điều đó chắc lẽ xã viên của chúng ta đều được ghi nhận. Một con người lãnh đạo chịu thương, chịu khó, quan tâm đến bà con, ngay cả lau nhà vệ sinh bác vẫn đồng hành cùng xã viên. Không chứ đừng chờ một người lãnh đạo chỉ đứng chỉ tay và giao hoặc là khoản cho bà con chúng ta làm, bác vẫn đồng hành cùng bà con sẵn quần sẵn áo cùng lau vệ sinh chung với tất cả chị em tổ trưởng và xã viên chúng ta. Chúng ta cũng là nên phóng cho bác thêm một chức nữa là một con người anh hùng lao động. Và hôm nay đại hội xã viên cũng rất mong cả cấp tỉnh, thành phố, ủy ban nhân dân phường và các đồng chí lãnh đạo xung quanh cùng đến quan tâm giúp đỡ đến bác giám đốc và chị em kinh doanh ở tại chợ đại học. Đồng chí giám đốc và chị em kinh doanh tại chợ đại học chúng tôi cũng đồng hành lâu nay rất là vất vả, khó khăn, mệt nhọc, nhiều lúc rất ế ẩm, rất mệt nhoài, cùng rất muốn buông bỏ. Nhưng bởi vì kiếm kế sống sinh nhai cho gia đình nên chị em tôi rất là đồng hành để cố gắng. Và tôi cũng có một đoạn thơ để tặng bác rất ngắn. Con người thấp bé nhẹ cân, dáng đi thoăn thoắt, miệng cười thật tươi, bác luôn vui vẻ hòa đồng. Con người chất phác thật thà biết bao, nói cười không phải e dè, bởi luôn thấy bác cận kề xung quanh. Tôi xin thay mặt cho bà con chúc các quý vị đại biểu, bác giám đốc cùng phu nhân và tất cả bà con chúng ta luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc viên mãn. Tôi xin cảm ơn.